Vâng, cửa hàng Thanh Số Đỏ xin kính chào toàn thể cả các bác ạ. Thì hiện tại bên em bây giờ bắt đầu với lục kho ra và bắt đầu sắp vào vệ sinh cái lô mic Beyer vị tím 6 số đầu 7, một trong những đời khá là cao. Thì như các bác đã biết rồi thì mic Beyer thì là một trong những dòng mic hiện tại đang được phổ biến nhất trên thị trường. Nó không phải dòng mic mắc tiền nhất, nó cũng không phải là dòng mic chuyên nghiệp. Như em nói các bác, mic Beyer là dòng mic phổ thông và dành cho gia đình và phòng karaoke. Cái ưu điểm của dòng mic Beyer nó không phải ở độ sóng xa, mà cái ưu điểm nhất của mic Beyer đó là nó dễ hát. Nó tập trung vào cái phân khúc, đó là phân khúc người tiêu dùng, những người dân hát nghiệp dư, cho nên họ sẽ có những cái cải tiến để họ phù hợp với những người tiêu dùng chúng ta hơn. Cho nên chúng ta khi thấy hát những bộ mic Beyer cảm giác là nó sẽ dễ hát hơn so với những bộ mic chuyên nghiệp. Chúng ta sẽ hay hát khá là nhẹ, hát khá là nhẹ luôn đấy, và nó bay với tiếng hơn so với những dòng mic khác mà chúng ta thấy là những bộ mic khác mắc tiền hơn cũng rất là nhiều, cũng có hãng thương hiệu cao hơn cũng có, nhưng nhiều người lại không hát được và chúng ta vẫn phải đến với Beyer đấy. Thì ngày hôm nay bên em về cho các bác đây là một lô Beyer vị tím. Thì Beyer nó có hai đời, nhưng mà em vẫn bán hàng mà em vẫn luôn luôn là nói rất là rõ, đó là một đời vị xanh, một đời vị tím là chúng ta gọi chung. Còn các năm sản xuất thì nó chỉ lệch nhau vào cái năm sản xuất thôi, cái năm sản xuất khác nhau thì nó không liên quan lắm, nhưng mà tùy mỗi người thích đấy. Còn có hai dạng, một là vị tím và hai là vị xanh. Thì cái vị xanh và vị tím, nhiều người hay hỏi em là vị xanh vị tím nó khác nhau gì không, thì em chỉ nói các bác là vị xanh vị tím thì khác nhau vào cái màu đấy, là cái chính, đó là cái chính nhất. Và cái thứ hai là cái vị tím thì sau này thì theo nhu cầu của người tiêu dùng thì cái vị tím nó hot hơn và đời sau hơn, cho nên chúng ta hay mặc định là vị tím là đời sau, vị xanh là đời trước. Nhưng thực tế thì bây giờ vị xanh vị tím người ta đều sản xuất ngang nhau cả, vẫn đang sản xuất song song với nhau, chứ không phải là bây giờ là vị tím không có đúng các bác nha. Thì bây giờ là người ta vẫn hot vị tím hơn, cho nên là bây giờ sẽ chuyển sang vị tím nhiều hơn và giá thành của vị tím nó cũng sẽ cao hơn. Chứ còn chất âm thì thật các bác tùy mọi người cảm nhận. Còn đối với em, bản thân em là người bán hàng, nó rất là trung thực luôn, một câu cũng bằng một nói một câu đi. Thì em cầm cái vị xanh và cái vị tím đấy bịt mắt em lại thì em không hề biết được là tay nào vị xanh và tay nào vị tím cả, đó là thật, thật các bác luôn đấy, điểm đố các bác biết được đấy. Còn đương nhiên là cái khi chúng ta mà thấy cái vị tím này chúng ta sẽ hát vị tím sẽ hay hơn, nhưng khi bịt mắt lại thì chúng ta sẽ không biết là cái nào hay hơn cả đấy, đó là cái cảm giác đấy. Nhiều người hay bảo là vị tím nó hay gấp vạn lần vị xanh, không phải đấy, các bác thích thì em nói vậy thôi. Đương nhiên là vị nào em cũng bán cả đấy, nó mới có công bằng như vậy đấy. Chứ còn nếu các bác thích vị tím thì em sẽ lấy mình vị tím em bán, nó giống nhau cả các bác. Vị xanh vị tím em đều bán có công như nhau đấy. Thì ngày hôm nay là em sẽ bán các bác một lô vị tím cũng khá là cao đấy, đời này cũng khá là cao đấy. Thì chúng ta sẽ thấy là Beyer tại sao nó lại không có chữ Beyer mà là Newman. Thì Beyer thì thật các bác là trên thị trường tầm 99% là mic Beyer sẽ không có in chữ Beyer, bởi vì công ty Beyer là một công ty mà dành cho rất là nhiều các hãng, người ta được in tên để người ta được quảng cáo và phân bố cái thương hiệu Beyer nhiều hơn. Thay vì bây giờ một mình Beyer người ta phân phối thì rất là chậm, nhưng mà họ cho nhiều công ty được phân phối, cho nên họ sẽ để nhiều tên để chúng ta nó ra thị trường nhanh hơn. Cho nên là Beyer cho chúng ta được in tên rất là nhiều hãng, cho nên chúng ta sẽ không quan trọng vào cái tên, mà chúng ta sẽ biết mic Beyer nhìn là biết ngay à, mic Beyer nhìn biết ngay, không có khác biệt gì cả các bác nha. Đấy, thì số lượng lần này em về tầm khoảng hơn 20 bộ, 23 bộ gì đấy. Thì hiện tại các bác thợ cũng đang vệ sinh ở kia đấy, cũng đang ghép rồi, em cũng chưa vệ sinh gì cả nha. Thì em thì bán hàng luôn luôn ở cứ thực tế rồi, chứ cũng không có màu mè gì cả. Tay mic thì đang khá đẹp nhưng mà chưa lau chùi, từ cái bằng keo chứ cũng chưa lau này. Đấy, tay mic thì tay bãi mà đương nhiên là nó cũng sẽ có chì xước rồi. Em thật các bác là cũng có chì xước, nhưng bảo là bảo không chì xước là không có. Các bác nhìn kỹ nó sẽ có chì nhiều đấy, nhìn kỹ sẽ thấy nhiều chì nhiều. Còn nhìn xa này nó sẽ bóng bóng đẹp đẹp đấy. Thì bay ở đây nó sẽ có nhiều đời, đời côn vàng rồi đời côn xám rồi đời côn ghi này, nó rất là nhiều đời côn. Thì chúng ta cũng không quan trọng một cái màu côn, đời côn màu xanh đủ các kiểu màu côn đấy. Thì Beyer nó không chỉ có hai dạng côn chính, một là dạng côn ghi này và một dạng là dạng côn này đấy. Thì chúng ta cứ nhìn là sẽ biết ngay của Beyer đấy. Thì Beyer đồng vị tím các bác nha. Thì bên em bán ra cho các bác là luôn luôn cam kết các bác là những cái lẫy pin luôn luôn sẽ phải còn cho các bác, để cho những cái lẫy pin này nó có một cái chức năng, đó là giữ pin cho các bác thật chặt đó các bác nhé. Một mình em hơi khó vặn đây, nó sẽ giữ cho các bác thật chặt pin đấy, cái vị tím nha, cái lẫy pin vẫn còn này, để cho chúng ta khi dùng là cái ôm cái pin chặt và nó không bị lỏng khi chụp trần đấy. Còn đối với dòng này là Beyer 6 số đầu 7 rồi và cũng khá là đẹp zin. Bên em bán nó cho các bác là chắc chắn là phải bao zin rồi, bao zin 100% rồi, từng cái nước mạ nước sơn này đang zin hết, không có đụng chạm gì hết các bác nhé. Vỏ là vỏ zin hết đấy đấy, nên họ yên tâm về chất lượng.
Dòng bay ơi thì các bác yên tâm, thì chúng ta sử dụng thì nó sẽ rất là nhẹ, rất là ok. Đấy, phục gần như là nó hợp với 90% dân số ở trên thị trường rồi. Bởi vì chúng ta đa số là những người hát bán chuyên nghiệp. Còn những người hát chuyên nghiệp thì đương nhiên là người ta sẽ sử dụng những dòng mic khác. Đấy, dòng mic chuyên nghiệp dành cho ca sĩ chẳng hạn. Đấy, nhiều các kiểu lắm. Đấy. Còn mic này là đầu này là mặt phay nhôm, mặt kính này. Đấy, đằng sau đương nhiên nó cũng có cả cổng Canon 6 ly các bác luôn. Rất là nhiều chức năng đúng không? Con này thì các bác yên tâm. Chỉ tím thì con nào giống như con nào thôi, các bác lên mạng là biết. Đấy, thì bác nào đang có nhu cầu những bộ mic Bayer thì các bác liên hệ ngay cửa hàng bên em để chúng ta có những bộ mic chất lượng nhất, yên tâm nhất. Đến cửa hàng số độc đỏ các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Tiền nào của đó thông thật, đấy, bán hàng nó thật. Đấy, có gì nó thật, không có nói lung tung. Đấy, tư vấn chính xác luôn. Khi các bác gọi cho bên em đó, thì bên em sẽ tư vấn chính xác. Đấy, các bác đã biết tính của em rồi đúng không ạ? Tính của em thì nó hay rõ ràng và nó hơi nóng và nó hơi cực kỳ ngắn gọn để cho bác hiểu nhanh hơn. Thì những cái nào mà hợp với các bác sẽ cho em biết là cái nhu cầu bác như thế nào thì em sẽ tư vấn chính xác các bác mua mic gì. Đặc biệt bay ở cũng vậy, thì các bác cứ liên hệ cửa hàng bên em các bác nha. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều và xin hẹn gặp lại các bác ở những clip sau. Chào tạm biệt các bác.